Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay khỏe không? Thưa đại chúng, tối nay chúng ta học Kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 18. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 69. Tối hôm nay mình tiếp tục nói về hồi trưa đó, là mình nói về Đức Phật trình bày cho mình thấy được cái khác giữa mấy đợt hai buổi trước đó. Đức Phật nói cho mình thấy khác giữa những cái bậc Thanh Văn, Duyên Giác và Phật. Mà trong kinh ví dụ á, Thanh Văn là những người nghe nói, Duyên Giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là như những người có thực hành. Tuy rằng cái sự hiểu giác ngộ giống nhau, nhưng mà tại sao các vị hai vị trước Thanh Văn, Duyên Giác chưa được gọi là Phật? Bởi vì mình chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe người ta nói thôi, mình chưa có thực chứng. Khi nào mình thật sự mình tu mình chứng thì chừng đó gọi là Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe người ta nói là niệm Phật được vãng sanh, mình đâu phải thì cũng giác ngộ rồi, bắt đầu nghe người ta nói rồi cũng đi đâu cũng nói vậy. Giống như mình có người giác ngộ, nhưng mà giác này là giác từ đâu? Từ nghe người ta nói. Rồi cái vị kia có sâu sắc một chút suy nghĩ coi, bộ niệm Phật cái được vãng sanh hả? Anh niệm Phật nhưng mà anh cũng phải diệt tham, diệt sân, diệt si phần nào anh mới giảng sanh chứ. Ngày nào anh cũng lâm râm niệm Phật mà nhiều khi anh còn cầm chuỗi anh nhá người ta nữa mà anh đòi vãng sanh. Không phải là cứ Nam Mô Di Đà Phật là được vãng sanh. Có suy nghĩ sâu một chút, anh đó gọi là duyên giác. Nhưng mà anh người Phật thì nói khác nữa. Tuy là có suy nghĩ như vậy nhưng mà mình phải thật sự có niệm Phật. Miệng mình niệm, tâm mình có nhớ nghĩ, và hằng ngày mình có giảm tham, giảm sân, giảm si thì mình mới có thể vãng sanh. Mà người đó thật sự có thực hành, có thực hành thì người đó vãng sanh. Thì cũng là cái giác ngộ, mà giác ngộ của người chỉ nghe nói, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ và giác ngộ của một người có thực hành thì cái giác nào nó cao hơn, giác nào nó sâu hơn? Mà nếu mình nghe thì mình nghe ai? Mình nghe cái người Phật. Chứ còn cái người mà chỉ nghe nói thôi thì chưa chắc. Cho nên thế gian cũng vậy, cái gì mà nghe nói thôi
Tuần rồi mình nói cái này hơi nhiều, mình ví dụ nhiều cái để cho mình hiểu. Rồi bây giờ hồi trưa này là Phật nói cho mình thấy được những, ngay cả những cái cách tu trong đời sống hàng ngày, mình nhiều khi mình sạch được cái trí, sạch được cái tâm, nhưng mà ở hành động của mình hàng ngày còn thô, tại vì do cái tập khí của mình. Bây giờ chiều nay Phật nói cho mình nghe, Phật trình bày cho mình cái công đức của Phật. Công đức là gì? Tức là những cái mà chúng ta chịu khó, chúng ta huân tu. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi tụng kinh nó buồn ngủ quá chừng đi, nhưng mà ráng ngồi tụng được thời kinh, chứ không có để cho cái con ma ngủ nó lôi kéo mình. Hoặc là mình ngồi mình thấy bức rứt quá, mình đứng dậy mình đi, mình nói chắc tôi không có duyên tôi tụng kinh, sao tôi bức rứt quá. Khi mình tụng kinh mà tâm mình bức rứt, người mình khó chịu, đó là chướng ngại, cái nghiệp chướng của mình đó, ráng vượt nó. Mà khi vượt được nó gọi là công đức. Cái mình đem cái công của mình hạ thủ, mình công phu để mình tạo ra được cho cái nội công thâm hậu cho mình. Bây giờ Đức Phật trình bày: Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không hai lời cũng không nhầm lẫn. Không hai lời có nghĩa là không có nói sai, không có vào Phật không có phải nói như này rồi ngày mai Phật nói khác. Mà nếu có nói khác là chỉ vì gì? Chỉ vì căn cơ của người có khác cho nên Phật nói khác thôi, chứ còn cái tâm bình đẳng của Phật không có bị xúc giảm. Ví dụ bây giờ Phật nói cũng cái câu đó, mà Phật nói với người lớn Phật nói khác, nhưng mà Phật quan đương nít Phật nói khác đó. Nhưng mà cái tâm, cái tình thương không có giảm, bởi vì người lớn Phật cũng thương, mà người nhỏ Phật cũng thương. Nhưng mà người nhỏ Phật biết à, nó nhỏ nó chưa hiểu cái câu này sâu đâu, mình nói cỡ đó cho nó hiểu về được rồi. Thì cái câu giống như mình, y chang như mình nói chuyện hàng ngày thôi. Mình nói chuyện với đứa con trai lớn của mình khác, mà mình xây qua đứa nít mà có đứa con nhỏ xíu của mình nói khác à. Tắt là hai cách nói. Cho nên trong này nói không hai lời, không có nhầm lẫn. Tức là không có nhầm lẫn là gì? Biết rõ mọi căn cơ mà nói. Cho nên khi mà mình muốn nói một cái gì với ai, mình biết rõ mình đang nói với ai, thì tự giống như người mình Phá Hòa thấy ở chùa mình đang, chị Tý chứ đang nói chuyện Pháp Hòa là tiếng miền Nam rặt nha, mà chỉ xây qua anh Minh cái mình nghe Bột Lọc với Bún Bò Huế rồi đó. Tức là khi mà chỉ gặp cái người Huế là chỉ nói rặt tiếng Huế, mà chỉ xoay qua người Nam là chỉ rặt tiếng Nam, mà không ai biết. Bình thường chỉ nói chuyện ai biết chỉ người Huế, thí dụ vậy đó. Thì ở đây là không có nhầm lẫn. Phật cũng vậy, Phật không có nhầm lẫn khi mà gặp mỗi một cái đối tượng mà Phật nói pháp, không nhầm lẫn, không hai lời. Trí tuệ không ngăn ngại, cái trí của Phật không có ngăn ngại. Ai đặt những câu hỏi, ai nói cái gì mà Phật đều có thể giải đáp được, mà có nhiều khi không giải đáp. Không giải đáp vì không phải không biết, mà vì Phật biết họ không phải hỏi thành tâm, họ chỉ thách đố, thì thôi mình không nên mất thời gian. Tài hùng biện lời lưu loát không chướng ngại. Đây là những cái biện tài đó, những cái khả năng đó. Ngài Huyền Trang đó, đi qua Ấn Độ học 10 năm. Học 10 năm bên Ấn Độ, từ một người Trung Quốc qua Ấn Độ học tiếng Ấn Độ 10 năm. Vậy mà khi mà lên mà luận với các ngoại đạo, họ thua. Với cái sức học của Ngài cũng như với cái ngôn ngữ của Ngài, ở 10 năm mà luận biện mà các vị ở đó, thời đó người ta phải thua Ngài. Đủ cả trí biết à, bây giờ cái trí biết, biết cái gì? Biết nhân, trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. Cái đây là ở trong kinh đó, nói là người tu mình có 7 cái biết. Biết người, biết thời, biết tướng,
Ví dụ ha, biết người là mình đối nhân xử thế, mình phải biết người đó như thế nào. Biết thời, tức là mình đến đâu mình biết lúc nào tới, lúc nào về. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là bảy cái biết. Pháp Hòa có nói cái bài kinh này rồi. Bây giờ biết tướng, không che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Tức là Phật giữ oai nghi tế hạnh đó, không phải lúc nào cũng có ro, nhưng mà sống bình thản như vậy mà người ta không có bắt lỗi gì được. Tại vì sao? Tại Phật sống như vậy hàng ngày. Pháp Hòa ví dụ ha, mình thường ngày mình gặp nhau mình không có gì phải gọi là rụt rè sợ sệt hết, cái rồi mình cũng thoải mái mình nói chuyện gì nè, cái tự nhiên có một ngày nọ bị cái cô đó cô bắt lỗi, cái là từ đó về sau mình biết cái cô này khó lắm nha, mà lần sau gặp cổ mình phải thủ nghe, mình nói lạng quan là cổ sạc mình á đó. Thành thử ra tại vì sao? Tại vì con người mình còn sống với tập khí, và đôi khi mình còn sống với gì? Sống với cái đối với người nào mà người ta khó cái mình phải rụt rè một chút, còn ngại ngùng. Còn Phật á, là luôn luôn sống với cái oai nghi bình thường như vậy, cho nên Phật không cần giữ gìn, nhưng mà không ai bắt lỗi được. Tại vì sao? Tại vì Phật luôn luôn sống như vậy. Khó lắm á. Cho nên á, người mình hay nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, Niết Bàn á, là một trạng thái bình an của tâm. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải cái ngày Phật mất gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái từ nào khác để diễn tả cái ngày ra đi của Phật, nói theo bây giờ là ngày Phật mất. Nhưng mình thấy Phật mất nghe cái từ nó thường quá, cho nên mình mới nói là Phật nhập Niết Bàn. Phật nhập Niết Bàn, chứ thật sự ra Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, đâu cần gì nhập. Khi mà Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề là Phật đã có Niết Bàn rồi. Mà từ đó về sau Phật sống với Niết Bàn cho tới ngày Phật mất. Còn mình bây giờ thỉnh thoảng mình còn ra vô Niết Bàn á, cho nên mình mới nói nhập Niết Bàn rồi. Rời Niết Bàn, chứ còn thật sự Niết Bàn đâu phải là cái chỗ. Phật tử là mình phải nhớ cái này, Niết Bàn không phải là cái chỗ chết mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Tại vì theo cái tiếng Phạn chính nơ, Nirvana, chỉ nơ đó là no, là không. Khi nào tâm mình không có tham, giây phút đó là không, là Niết Bàn. Giây phút nào tâm mình không có sân, thí dụ mình ngồi đây giờ tâm mình không có sân, đây là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này của mình đó là nó part time thôi, giờ này thôi, chứ lát nữa là ai chọc ghẹo gì mình là nát bàn với mình đó, chứ không phải là Niết Bàn đâu. Thành tựu ra mình có Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn mình không phải là Niết Bàn tuyệt đối. Quý vị nhớ không? Chư Phật trong ba đời đạt được Niết Bàn tuyệt đối. Niết Bàn tuyệt đối tức là Niết Bàn viên mãn, rốt ráo là Phật luôn luôn sống vậy. Còn mình á, còn rụt rè, còn giả bộ rồi thế này thế kia. Ví dụ như đói bụng muốn chết, mà tại vì mới quen người ta, không lẽ người ta mời ăn liền. Cho nên dạ em ăn rồi, em no rồi. Cho nên rồi đôi khi mà tới hồi mà chịu ngồi ăn, trời sao no mà ăn dữ vậy ta. Không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Biết hết tất cả phiền não của chúng sanh. Biết tất cả phiền não của chúng sanh. Mà bây giờ phiền não của chúng sanh sao? Nhân duyên khởi phiền não và nhân duyên diệt phiền não. Phật biết tất cả phiền não của chúng sanh. Chẳng những vậy mà Phật biết vì sao mà nó ra nông nổi này. Mới tuần rồi mình thấy nó gây muốn chết vậy, tự nhiên từ này nó thân lại đó. Phật nhìn Phật biết. Cho nên là nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. Tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Tám pháp ở thế gian là gì? Nói theo Phật học là tám ngọn gió gọi là bát phong.
Tám pháp đó là gì? Thí dụ được với mất nè, khen với chê nè, vui với buồn nè, thấy không? Rồi hơn với thua, nó đi từng cặp vậy đó. Hơn thua, được mất, khen chê, buồn khổ. Tám ngọn gió này nó cứ canh nó thổi mình, nó cứ canh nó thổi mình. Ví dụ như mình mới chụp tấm hình đem ra khoe, này tôi mới chụp hôm qua nè, mà ai nó cho, ôi sao chị chụp cái tấm hình này đẹp quá vậy, là bắt đầu còn nữa nè lật tới. Mà nếu mà ta nói ủa sao lúc này chị nhìn kỳ quá, cất liền pho. Tôi mới vừa đưa ra cho coi, tôi định khoe thêm vài tấm nữa mà chê một cái là thôi, cái gió đó nó thổi tắt mất rồi. Tại sao mình nói được vậy? Tại vì hằng ngày mình sống vậy đó. Còn nếu như mà mình, thí dụ mình được ta khen là mình nói tới hen, mà nếu mà mình bị lỡ ta chê, bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Tại hôm nay á, tôi bữa đó tôi đi tôi thiếu này, hôm nay tôi thiếu kia gì gì đó, tức là mình kiếm cách làm sao để mình đính chánh lại cái dở đó của mình. Cho nên á, tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm Đức Phật, đó là cái công đức của Phật. Vì không có bị nó cho nên không có. Thí dụ như mình bị một cái điều gì đó, bây giờ mình thì trong hơn với thua đi, mà lúc nào mình cũng hơn người ta, mà mình muốn hơn người ta thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng cái cách nào đó, nó chưa có, đôi khi phải chưa lành. Mà hễ người mà hơn người khác á, thì chắc chắn mình sẽ mua cái gì? Mua cái oán. Ở đời nó vậy, hễ mình hơn người khác thì nhớ nha, khi mình vừa hơn được người thì tức là mình cũng bị một người đang oán mình. Cho nên trong kinh có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Ở đời mà nếu mình hơn người ta cũng là cái niềm vui của mình, nhưng mà thật sự ra bên cạnh đó mình cũng biết có những người, người ta ganh tị với mình, người ta đang oán trách mình, và người ta tìm cách cái chỗ hở của mình. Ở đời là phải vậy thôi. Ở thế gian không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não, đầy đủ 10 lực. 10 lực này quý vị muốn biết 10 lực này vì gì đó, đi về tìm cái bài Pháp Hòa nói ở Hải Đức, gọi là trí lực của Như Lai, nói về 10 cái năng lực của một bậc Như Lai. 4 vô sở úy, tức là Phật có 4 điều không có sợ. 4 điều không sợ đó là gì? 1 là thuyết lậu tận vô sở úy, tức là ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. Thuyết chướng đạo vô sở úy, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chướng ngại. Thuyết chướng đạo vô sở úy. Rồi cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Đức Phật ở giữa đại chúng, cất tiếng rống sư tử, ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và tự và biết sự diệt tận của sự khổ. Tức là Phật có 4 cái điều không có sợ. Vô úy tức là không có sợ. Ví dụ ha, mình lái xe mà mình biết con đường đó mình đi đâu, và đường đó tới đâu quẹo lái tỉnh queo, lái không sợ sệt. Mà mình lái một chỗ nào mà mình chưa có rành cái chỗ đó, chỗ đường đó, là bắt đầu mình lái nhưng mà có một chút hồi hộp. Và khi mà mình thấy mà nó sao nó lạ lạ, không có giống thường ngày mình đi, là bắt đầu cái niềm sợ của mình nó sanh. Thì ở đây cũng vậy, Phật biết tất cả cái nghiệp quả, Phật biết tất cả, cho nên Phật đi trong đời này mà Phật không có sợ. Cho nên Đức ở nơi Phật có 10 cái trí lực và 4 cái điều không có sợ. Và cái kế nữa, Phật có cái gì? Có 3 niệm đại bi. 3 niệm đại bi là sao? Có 3 điều đại từ bi mà Phật có. Thứ nhất gọi là chúng sanh duyên từ bi. Thế nào gọi là chúng sanh duyên từ bi?
Tức là Phật thấy, Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng hết. Cho nên nhìn chúng sanh bình đẳng. Còn mình á, thì cũng nói bình đẳng, nhưng mà làm gì làm chứ mình cũng hơi chưa bình đẳng lắm. Thí dụ mình trong số những người mình giúp, mà hễ người Việt với nhau cái mình giúp khá một chút đó, rồi trong số người Việt đang ngồi đây mà người nào thân với mình hơn mình giúp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh duyên từ bi, nghĩa là Phật duyên với tất cả chúng sanh và thấy rằng chúng sanh bình đẳng, Phật giúp. Rồi cái thứ hai gọi là pháp duyên từ bi, tức là nhìn tất cả các pháp, biết mọi sự hòa hợp của các pháp, cho nên Phật ứng dụng tùy mọi căn cơ hoàn cảnh mà đổ, gọi là pháp duyên. Ví dụ ở trong chúng sanh có những người họ tánh tình là như vậy, thì mình cũng phải tới với họ, mình giúp họ. Bởi vì mình quán tất cả mọi chúng sanh, duyên do nào mà họ có ở rơi trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có cái duyên do, tức là họ có cái duyên, cái nghiệp của mỗi người. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa: giờ thầy có cách nào thầy chuyển ông chồng con không? Pháp Hòa mới nói: trời ơi, chồng chị chuyển con không rồi, mà thầy ở xa ngàn dặm sao chuyển? Thì Pháp Hòa mới nói là, chị mới nói là: con khó chịu vô cùng, là tại vì bây giờ con thích đi chùa, con thích ăn chay, mà ảnh lại không làm mấy cái chuyện đó, con thấy như vậy là mình chưa được. Bây giờ mình đặt ví dụ, hồi xưa trước khi mình biết Phật Pháp, mình giống ảnh không? Y chang. Nó mới đúng tần số, nó mới sống chung. Nhưng mà bây giờ mình cái cơ duyên, cái phước lành của mình nó hơn chút, mình nhận ra được những cái phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc của sự đi chơi vô ích, cho nên bắt đầu bây giờ mình đi chùa nghe Pháp. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vậy là đúng, mà đặt ngược lại, ảnh nghĩ mình là sai, ảnh cũng cự mình rồi sao? Cho nên mình phải thấy mỗi người mình có cái duyên gặp nhau, nhưng mà biệt nghiệp mỗi người mỗi khác. Thôi đừng nói chi người đời với nhau, người tu với nhau thôi. Bây giờ thí dụ giờ cũng là cái duyên tu nè, đó, giờ vô đây ngồi đây duyên tu hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng mỗi người mỗi nghiệp không? Tu tu chứ mỗi có người thì cái nghiệp hay giận, người thì nghiệp hay hờn, người thì nghiệp hay la. Mỗi người mỗi một cái nghiệp khác nhau hết à. Cho nên Phật thấy Phật biết, cho nên á mình không có khiều Phật, mình nói đừng chơi với người đó, tính tình kỳ cục lắm. Mình thì hay có cái kiểu mà khiều người ta, báo cho người ta biết, tôi nói chị biết nghe, cái cô đó vậy, anh kia vậy á, chị đừng có tới gần, nghe không? Nhưng mà mình có khiều chứ Phật cũng bình thường à. Tại vì Phật quán được sao? Phật quán được là pháp duyên từ bi, tức là Phật thấy được mọi cái duyên, mọi cái nguồn cội của mọi người. Có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường giận dữ, cho nên giờ mình ta vậy là cũng một phần. Rồi có nhiều người ta sống trong một cái môi trường sung sướng quá, bây giờ vô ở cực cực về ở không nói. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên này không có nghĩa là đối với lại, theo cái nghĩa thông thường của mình hiểu là người đó vô duyên hay là có duyên. Vô duyên là gì? Tức là cái lòng từ mà không cần phải đặt một cái điều kiện giúp họ, mai mốt họ phải thương mình. Vô duyên đây là không cần đặt mọi cái điều kiện gì hết khi mình giúp người ta. Pháp Hòa ví dụ á, ví dụ hàng tuần của mình có cái anh ở đứng hay cửa đó, khi mình thấy vậy cái mình tội, mình vô mình bới cho hộp cơm. Có bao giờ trong đại chúng ngồi đây mà ai bới cho anh đó một hộp cơm mà đặt một điều kiện với anh là: tôi giúp cái ông này rồi để mai mốt tôi kiếm chuyện, của tôi có chuyện tôi nhờ ảnh. Có không? Không. Tại vì mình biết rõ ảnh không có gì để mình được nhờ hết trơn. Nhưng mà đối với người khác mình đặt điều kiện à. Tôi thấy rõ tâm chúng sanh mình không?
mình biết rõ là cái anh đó, ảnh không có cái chuyện gì để mà mình được nhờ ảnh hết đó, trên thì cũng bới hộp cơm, nhưng mà bới bằng cái tâm vô duyên từ bi. Cho nên nhiều khi á, mình á thấy cái người kia nghèo á, trời ơi tội nghiệp quá, nè 50 đồng, vậy mà đi ra chợ á, trả giá cho được 50 cent. Đó là mình thấy rõ ràng mình sẵn sàng đóng một vai thi ơn Bồ Tát đối với một người nghèo 50 đồng. Nhưng mà một cái người là buôn bán á, 50 cent mình cũng không bỏ qua. Mua cho được 5 đồng thôi, kèo này cho được 50 cent để rồi mình hạnh phúc, mình ra mình nói nè, thấy không mấy bà mua mắc hơn tôi 50 cent nha. Thì rõ ràng là cái tâm của mình đó, khi mình biết người nào mà không còn, mình không có gì để lợi dụng được đó, thì mình sẽ đối với người đó thiệt là tốt. Trong cái vô tình đó mình đã ứng dụng được một cái tâm gọi là vô duyên từ bi đó. Trong cái vô tình mình đã làm được việc đó, nhưng mình sẽ không làm được việc đó với một cái người nào khi mình biết họ có điều kiện gì để mình đòi hỏi ở nơi họ. Mình đi qua Ấn Độ, mình gặp người nghèo cho quá trời cho luôn, nghĩa là cho đến bộ một chai dầu cuối cùng dắt trong áo cũng đem đi cho luôn. Nhưng mà với một người nào đó mình không thể làm được như vậy. Cho nên đối với ba niệm đại bi, thứ nhất chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Cho nên có nhiều khi người ta vận, người ta kêu gọi một cái lời từ thiện á, ta nói xin quý vị hãy vận dụng vô duyên từ mà làm việc này. Vô duyên từ là gì? Đây là một cái việc làm, thí dụ như Fort McMurray cháy rừng, thì mình không có biết là ở trên đó người bị cháy rừng là đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật gì hết á. Bây giờ mình thấy trước mắt là người ta cháy rừng, cháy nhà, cháy cửa, người ta cần sự giúp đỡ của mình thì thôi, cứ gỡ lên đó giúp mà không cần phải lừa ai hết. Ba niệm đại bi. Rồi bây giờ hai cái thế lực nè, thế lực của thân và thế lực của tâm nè. Hai thế lực thân, tâm cũng đều viên mãn. Chữ thế lực ở đây đúng ra mình phải được hiểu là cái sức lực, cái lực của thân và cái lực của tâm. Ví dụ như là bình thường á, mình bưng bao gạo 5 kg bưng nổi, nhưng mình thấy một cái chuyện nguy cơ gì mà nó xảy đến đó, trời ơi tự nhiên bưng bao gạo 10 kg cũng được nữa, mà bình thường bưng 5 kg bưng không nổi. Tại vì sao? Tại lúc đó cái tâm lực mình đó, nó thắng, mình nó thấy cái nguy hiểm nó đến, thắng. Cô Pháp Tịnh hồi qua có kể chuyện này rồi đó. Năm 68 mà khi mà mậu thân bơm dội đó, bơm dội cái thì cổ chui một cái mốc xuống dưới gầm giường, một lát xong hết ra không được. Cô mới gọi ông bạn đời của cô dỡ giường lên cho cổ ra. Ông nói hồi nãy sao bà chui vô được. Nói nãy sao tôi nghe bơm dội tôi sợ quá, tôi làm cái mộp. Cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Hồi Pháp Hòa qua mà Pháp Hòa tập đi xe đạp đó, Pháp Hòa đâu có biết đi xe đạp, ở Việt Nam là không hề biết đạp xe đạp. Rồi qua tới đây mà người ta cho chiếc xe đạp mà danh nó kêu lên chỉ cho đạp. Nó dẫn mình lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, nó đẩy một cái một mà trong lúc mình chới với, mà nghĩa là mình không tự mình đạp là mình sẽ chết, mình sẽ té chết. Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp rồi là biết đi xe đạp luôn. Rồi chỉ một buổi chiều đó thôi, nó đẩy vào một cái một là trong cái lúc mà mình phải đối diện với cái té ngã sợ quá mà biết đi xe đạp. Hồi nhỏ có ở dưới quê, nói quê nhưng mà ở thành phố, lâu lâu mới về cái miền tận cùng của quê thì ít có khi nào đi cầu khỉ, cho nên hồi nhỏ đi cầu khỉ sợ lắm. Vậy mà có một lần mà công an rước một cái rồi là Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một, và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ luôn, đi không sợ sệt. Cái tâm lực. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật có hai cái lực, thân lực và tâm lực đều viên mãn. Bây giờ nói về cái tâm lực và thân lực thì Phật trình bày cái lực đó ở cái trang 70. Vì sao mà được đầy đủ thân lực
thiện nam tử. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ: tầng trời thứ 33 có một thành lớn tên Thiện Hiện. Thành ấy bề rộng 10 muôn dặm, có 100 muôn cung điện, và các vị trời ở trong thành có tới 1060 muôn, 6660. Trong 3 tháng mùa hè, vua Thích Đề Hoàng Nhơn muốn qua rừng Ba Lợi Chất Đa để du ngoạn, thì từ trên núi Càn Đà có một con hương tượng là Y La Bát Na có 7 đầu. Vua Đế Thích vừa khởi niệm, voi kia đã biết và đến ngay trong thành Thiện Hiện. Bao nhiêu nhân dân đều từ trên đầu voi kia lần lượt mà đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa. Rừng kia cách thành 50 dặm, sức mạnh của con voi ấy hơn tất cả hương tượng. Giả sử hiệp 18.000 hương tượng như vậy, sức kia chỉ địch với một lóng tay của Đức Phật. Cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực tất cả chúng sanh. Vì thế giới không hạn lượng, chúng sanh cũng như thế, tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Thế nên chỉ có Đức Như Lai được gọi là Phật, chẳng phải hàng nhị thừa được xưng là Phật. Đưa một cái ví dụ thôi. Trong này đó là, thưa đại chúng, khi mà người ta nói trong kinh nói từng trời thứ 33 đó, là quý vị biết trời đó gọi là trời Đao Lợi. Nó còn có một cái tên nữa gọi là trời Đao Lợi. Và trời Đao Lợi này nằm ở tầng thứ 33. Và vị vua ở đó, vị vua cai quản trời đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhơn, mà người thế gian thường gọi nôm na là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người thế gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, tức trong kinh gọi là Thích Đề Hoàng Nhơn, ở từng trời thứ 33. Và trong kinh nói rằng, ví dụ như, vì cái này là theo cái truyền thuyết Ấn Độ, theo cái truyền thuyết Ấn Độ là ở cõi trời đó có một vị vua, và ở đó có những cái cung điện như thế nào. Và trong kinh Đức Phật đem ra ví dụ thôi. Thì cái con voi đó đó, nó có 7 cái đầu, mà dân ở cõi đó xuống được, đi trên cái đầu của con voi mà đi qua đến một cái vườn kia mà chơi được. Thì nói sức lực, thân lực, tâm lực của một Đức Phật còn hơn cả sức lực của con voi như thế nữa. Đưa một cái ví dụ thôi. Thưa đại chúng, mình hay nói về những cái lực. Lực tức là gì? Ở trường hợp này là sức mạnh. Thí dụ như mình có ngũ căn ngũ lực. Khi mà trong người chúng ta có được cái đức tin, thì nó tỏa ra cái gì? Cái lực của đức tin. Ví dụ mình tin rằng mình ăn chay, mình sẽ giảm được thịt cá, thì mình sẽ giảm được bệnh. Mới đầu ăn khó, ăn nó ngán, nhưng mà với cái niềm tin là mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh này. Quý vị ở đây nè, người nào bị cao máu đó, bây giờ bác sĩ nói là phải giảm mặn. Bồi ơi, bắt đầu ăn lại lạc lạc, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn riết thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người bây giờ ăn uống không được nêm mặn, không được nêm đường, nói chung là nấu rất là lạc, ăn khó lắm. Nhưng mà vậy vì bệnh mà mình tin rằng đây là những cái nguyên do mình phải làm để mình vượt qua bệnh, thì nhờ cái tính lực như vậy cho nên nó đưa tới tấn lực, tức là siêng năng, cần mẫn, chịu khó, chịu cực, vượt qua. Ngày hôm nay mà chúng ta có được như vậy cũng nhờ chúng ta có tính căn và tính lực, tức là có niềm tin và có sức mạnh của niềm tin. Cho nên mình làm việc gì mình phải nương vô Phật lực, pháp lực, tăng lực đó, quý vị nhớ không? Rồi á, chúng ta phải có tâm lực. Thường thường mình làm cái gì á, có cái tâm lực á, thì cái thân lực mình nó khỏe hơn. Ví dụ cái đó nặng, nhưng mà mình phải suy nghĩ cách nào để làm cho mình giảm cái nặng. Chứ còn mình cứ thấy vậy cái nhào vô mình khiêng lên, có ngày cụp xương sống, mà dùng sức nhiều mà không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó dơ mà nó dính rất là lâu, rất là chặt, mình cầm cái cây mình kỳ hết sức mà khó ra. Thôi giờ mình thay như vậy, mình đổ lên miếng nước, để đó ngâm chừng 5-10 phút sau,
mềm ra, tới cầm cái mớp lao nhẹ nhàng sạch trơn đó. Cái người mà người ta có dụng cái tâm thì người ta đỡ mất sức. Còn mình làm cái gì mà cứ dùng ý mình có sức mà làm mà không chịu suy nghĩ thì còn họ làm hồi mất thời gian vô cùng à. Cái người mà người ta nấu ăn, ví dụ như ta nói bữa nay là mình có 3-4 món rau mình rửa để mình nấu nồi canh chút chút vậy, người ta thấy một cái rổ thôi, trong bộ rổ đó ta đựng được 3 thứ rau, chứ không nhất thiết là phải cái rổ này rổ này rổ này. Cứ là mình làm theo cái quán tính bình thường, là cứ hễ mỗi lần đựng gì lấy cái rổ mà không suy nghĩ mình làm thế nào, làm xong một lát cái nấu mệt rồi dọn mệt hơn, tại vì nấu xong rồi có nồi canh mà 5 cái rổ. Một lát mình làm rất là mệt là tại vì mình không có dụng cái tâm của mình trong khi mình làm việc. Pháp Hòa nhớ có mấy lần đi những cái khóa tu, là bữa nào mà chia phiên đến mấy anh Tây, thầy Tây mà vô nấu là thôi, mình từ đói cho tới đói, là tại vì mấy anh là cứ cà rốt, cái gì có được trong tủ là cứ chặt ra rồi khui đồ hộp. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy sình bụng tới đơ thấy là không ăn được. Mà một lát hả, trong chỗ, trong cái bếp á, nồi với chảo không còn một cái để mình xài. Bởi vì mấy anh cứ hộp đậu, mấy anh cũng lấy một lon ha, một hộp đậu này cũng cái rổ, mà một lát 5-7 cái rổ nồi chảo về anh đem ra anh sử dụng hết. Anh nấu cơm anh không biết nấu, cái lớp nó nhão, lớp nó sống, bắt đầu anh chia ra anh lấy nồi này anh cái nào sống anh đổ vô à, anh làm nồi cho nó chín, cái nào nhão anh múc ra cái nấu cho nó ráo. Một lát nữa không có cơm nào ra cơm nào, mà không có gì để ăn. Mà có nhiều thầy mà nóng tính chưa chịu nóng, trời là trời ăn không được gì mà rửa muốn chết, ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, Phật trình bày cái thân lực và cái tâm lực của mình. Phật xác định với mình tâm lực nó mạnh lắm, thân lực và tâm lực của Phật đều được viên mãn. Bây giờ Phật trình bày các đức hiệu. Đức hiệu là sao? Tức là những tại sao Phật được gọi như vậy. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là Hương Tượng trong loài người. Hương Tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là Hương Tượng, là Sư Tử, là Long Vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Bây giờ ta nói Phật là Sư Tử Vương, Pháp Vương Vô Thượng Tôn à, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư, Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngu Vương, nếu mà nói về trâu thì đây là châu chúa, Ngu Vương. Ngu Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là Đấng Vô Sư Độc Giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Ví dụ một cái bậc thầy mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò theo, mình làm theo, thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con.
Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Thì nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là điều ngự, là đại trượng phu, là đại thí chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ bồ đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát thân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe gọi là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ một chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực.
Đó là cái phẩm mà thứ ba, gọi là ba thứ bồ đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng uổng đi. Mà quyển này là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì uổng. Thì lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn. Cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu, học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm, thấy không? Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó, thì thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình đọc hoài, học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian mình học kinh đó là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được, mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói, chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, đó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực, gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết.
Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên thí dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết ha. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người ta, cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ, cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thoảng quý vị thấy có những đoạn hòa giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cỏ trển. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu gì đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy rồi. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi mới nói, có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới, ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói, thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu? Pháp Hòa mới nói, à thì thôi nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô, coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á, là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển, Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài, để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài, để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh, gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống, trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất. Rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ.
Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời Đau Lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a fat monk. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười ta té cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha. Tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa. Và nói Đức Thế Quan Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quan Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng kiếm Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái giỏ cá, cầm cái giỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. À, đứng trên đầu con cá gọi là ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thường làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi, người ta kiểm soát, mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một Đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng ra. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình. Và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ. Thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng. Nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó. Rồi mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Nghe cái chữ blessing á, nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình.
Cho nên rồi thầy mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi vậy chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè. Nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia, gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì hết. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình, cái người cởi mở là biết học hỏi, là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy 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 đó. Sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ block mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến, mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi, Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi chà, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe á, hai đứa you mà được gặp á, cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ một chi chuyện có một chút đó để ở trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói ồ bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Cho con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin nữa, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không. Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu.
Nó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi. Hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp. Tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý Pháp Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên là bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp á, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Cái trống to mà cái dùi nó không đều, đánh không có tiếng. Thôi chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học lắng nghe thấu tận cơn, học nhìn lại hiểu bài.